Hello, chào các bạn. À, thì cuối cùng chúng ta cũng đã chuẩn bị kết thúc cái chương đầu tiên, cái khi đầu tiên về business monitoring and planning. Thì trong video clip này chúng ta cùng tìm hiểu về cái mục là identify business analysis performance improvement. Phần này chúng ta tạm dịch là xác định những cái phương pháp để mà cải thiện hiệu suất. Chúng ta có thể lập kế hoạch các cái quy trình, các cái phương pháp, cái cái cách làm. Thì để mà giảm sát và cải thiện hoạt động, chúng ta cần thiết lập các cái biện pháp thực hiện, tiến hành phân tích hoạt động, báo cáo phân kết quả phân tích và xác định mọi cái hành động phòng ngừa, khắc phục. Việc mà phân tích hiệu suất phải được thực hiện trong xuyên suốt một cái quá trình hoạt động trong khi suốt một cái công việc trong khi suốt một cái dự án à, cái nội dung này cái description này các bạn thấy là nó khá tương tự những cái khái niệm liên quan tới spring review spring retrospective à, các bạn làm các cái mô hình liên quan tới scrum các bạn hay nghe là spring review và spring retrospective thì các bạn thấy là những cái đó nó giúp cho chúng ta review lại tất cả mọi thứ review lại dự án review lại công việc vân vân học được bài học gì cần cải thiện cần cải tiến cái gì À, chúng ta cùng tìm hiểu về cái sơ đồ về cái flow và cái luồng phát triển của cái nội dung này à, cái đầu tiên là các bạn sẽ thấy là nó cái input nó bao gồm những cái liên quan tới việc là các cái phương pháp tiếp cận À, chúng ta tiếp cận công việc, chúng ta tiếp cận dự án như thế nào thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới các cái nội dung xung quanh. Performance objective, những cái mục tiêu hoạt động thì các cái mục tiêu hoạt động này nó là mô tả các cái quả hoạt động mong muốn mà các cái doanh nghiệp hoặc tổ chức đi hoạt đạt được. Thì các bạn sẽ thấy là những cái này nó liên quan tới goal, liên quan tới mục tiêu, liên quan tới cả KPI nữa. đôi khi cái performance objective này nó là những cái KPI, ví dụ như là chúng ta sẽ đạt doanh thu 100 tỷ trong cuối năm, ví dụ như vậy thì nó là những cái performance objective mà chúng ta cần phải quan tâm. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu các yếu tố để mà các bạn cần phải xem xét, các bạn phải uh, xử lý khi mà các bạn làm ở cái phần cải thiện hiệu suất này. Đầu tiên là performance analysis, phân tích hiệu suất điều gì tạo nên một cái công việc một cái đầu ra ba một cách hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh của tổ chức và những cái sáng kiến cụ thể các cái báo cáo về kết quả hoạt động phân tích có thể không chính thức và bằng lời nói hoặc là đôi khi nó là những cái văn bản rất là official những văn bản rất là formal các cái báo cáo về các hoạt động phân tích thì nó sẽ được thiết kế và điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của nhiều loại stakeholder đáp ứng yêu cầu của nhiều mục đích khác nhau À, thì cái performance analysis này á, thường xuyên là các bạn sẽ thấy là à, đối với những cái công ty về mặt ITBA những cái về mặt phát triển phần mềm vân vân thì chúng ta luôn có những cái báo cáo về mức tích hiệu suất những cái báo cáo liên quan tới ở công việc cái khối lượng công việc làm cái thời gian hoàn thành công việc à, rồi chúng ta có những cái góc độ liên quan tới cái khả năng hoạt động của hệ thống cái tần suất lỗi cái khả năng lỗi vân vân đối với cái cạnh non IT á, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có những cái báo cáo liên quan tới kinh doanh có những cái báo cáo liên quan tới là cái gia tăng hiệu suất công việc các khoảng thời gian làm việc cái tỷ lệ sử dụng thời gian cái tỷ lệ sử dụng nguồn lực vân vân một cách hiệu quả hay không thì những cái performance analysis này nó là một cái gì đó nó rất là rộng kết hợp với những cái ngành nghề khác nhau ví dụ như là các bạn phải kết hợp với các bạn data analytics để mà chúng ta có thể có những cái báo cáo về mặt dữ liệu có những cái báo cáo về mặt hiệu quả kinh doanh có những cái báo cáo về mặt hiệu suất hoạt động vân vân assessment measure trong các cái biện pháp mà chúng ta đang thực hiện trong quá trình mà các bạn làm việc thì chúng ta có thể là tận dụng rồi hoặc là chúng ta phải xác định lại những cái biện pháp đó để mà chúng ta có thể đưa ra những cái tiêu chí mới chúng ta đưa ra những cái phương pháp đánh giá chúng ta đưa ra những phương pháp báo cáo đưa ra những phương pháp phân tích một cách cụ thể hơn những cái yêu cầu những cái tiêu chí những cái quan điểm này thực ra nó có rất là nhiều thứ và chúng ta có thể căn cứ dựa vào những cái cái quả kết quả phân tích kinh doanh các cái chỉ số các cái chỉ số tài chính, các cái 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 chỉ số công việc, các cái số chu kỳ, các cái hiệu quả nhiệm vụ, các cái phản hộ định tính vân vân. thì các cái biện pháp phân tích này thực ra nó sẽ có rất là nhiều cái kiểu khác nhau cho từng cái môi trường, cho từng cái uh, ngành nghề khác nhau. Uh, và đôi khi á uh, một số cái phương pháp thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi các cái thiết bị đo phương pháp có thể bị ảnh hưởng bởi các cái uh, yếu tố định tính các yếu tố định lượng mà chúng ta uh, có thể là ở uh, chúng ta có thể dựa vào kinh nghiệm mà chúng ta có thể uh, mang tính khách quan nhưng mà đôi khi có một số cái phương pháp có một số cái xử lý nó khá là chủ quan chúng ta có thể đánh giá dự tính đầu tiên là các bạn thấy là cái tính chính xác tính hoàn chỉnh xác uh, xác định xem sản phẩm làm việc của ba có chính xác có phù hợp với được giao hay không có cần phải sửa đổi liên tục hay không có được chấp nhận bởi các bên liên quan hay không knowledge, kiến thức, đánh giá xem là BA có đủ các kiến thức, kỹ năng và lĩnh vực để thực hiện hay không, hiệu quả, đánh giá xem hiệu quả liệu các sản phẩm làm việc ra, các cái sản phẩm đầu ra của các bạn BA có dễ sử dụng hay không. Hỗ trợ tổ chức đánh giá xem có đủ nguồn lực sẵn có để mà hoàn thành các công việc hoạt động trong công việc BA hay không. Tầm quan trọng xem xét lợi ích thu được từ sản phẩm, xem xét lợi ích thu được từ đầu ra, đánh giá xem là liệu chi phí thời gian và nguồn lực để đầu tư cho sản phẩm có được ok hay không chiến lược xem xét các mục tiêu kinh doanh đã được đáp ứng hay chưa các vấn đề đã được giải quyết hay chưa tính kịp thời là đánh giá xem là các 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 phân tích này có được giao đúng thời hạn hay không có được giao theo kỳ vọng hay không analyze result phân tích kết quả thì quá trình phân tích bi cái quá trình làm việc bi thì các cái sản phẩm phải được đầu các cái sản phẩm đầu ra nó phải được đảm bảo là uh, nó nó phù hợp với các cái tiêu chí mà các bạn đã đưa ra Uh, hiệu suất có thể được xác định theo quan điểm của các bên liên quan những người tiếp cận công việc BA. Uh, các, các trường hợp khác người quản lý nhân sự hoặc trung tâm uh, uh, quản trị sẽ uh, trung lâm quản lý xuất sắc đó, có thể đưa ra các quyết định này và đưa ra các đánh giá thì các bạn hiểu là cái những cái phần này analyzing result chẳng qua là chúng ta trong thực tế chúng ta có hiểu một cách đơn giản thì chúng ta đánh giá KPI như thế nào Recommend action for improvement đề xuất các hoạt động cải tiến. khi quá trình phân tích hoàn tất các, các bạn BA sẽ thu hút các bên liên quan các bạn sẽ yêu cầu các bên liên quan để mà chúng ta có thể uh, đánh giá các cái công việc đánh giá các cái hoạt động như thế nào uh, đầu tiên cái việc mà chúng ta sẽ uh, xử lý đó là phòng ngừa cho dù là một cái việc nào nó có bơ phạt thế nào như chăng nữa thì chắc chắn sẽ có những các yếu tố các cái tác động xung quanh để mà là giảm hiệu suất thì chúng ta phải xác định những cái yếu tố đó để mà chúng ta có thể rút kinh nghiệm khắc phục, thiết lập các cách để giảm tác động tiêu cực của một số sự kiện, của một số công việc, của một số cái hành động hành vi. Improvement, cải tiến, thiết lập các cách để tăng năng suất hoặc là làm sao để mà chúng ta có thể đưa tới những cái cách làm một cách nhanh gọn lẹ đơn giản hơn. Những hành động này, những cái công việc này về mặt uh, improvement này các bạn sẽ thấy là nó có thể tác động thay đổi cái cách mà các bạn làm công việc BA. Và đây là một cái quá trình nó luôn đập đi đập lại. Nó là một cái công việc, một cái uh, quy trình mà các bạn phải luôn thực hiện, các bạn phải luôn hoàn thành khi mà các bạn làm những cái công việc liên quan tới BA. Tại vì BA là luôn là có cái sự cầu tiến. Guidelines and tools các bạn sẽ thấy là chúng ta cần các cái organizational performance standards tức là các cái tiêu chuẩn hoạt động của tổ chức nó có thể bao gồm các cái thước đo hiệu suất các cái tiêu chí các cái kpi vân vân để mà chúng ta có thể làm căn cứ khi mà các bạn thực hiện stakeholder các bên liên quan đầu tiên là sme là người không thể nào thiếu Uh, quản lý dự án. Tại vì các bạn hiểu là những cái này improve performance thì chúng ta sẽ có những cái nhân vật quản lý quản trị dự án để mà chúng ta có thể lead những cái cuộc họp là chúng ta có thể đưa ra những cái ý kiến, đưa ra những cái uh, tác động để mà chúng ta có thể phát triển dự án một cách hiệu quả hơn. Uh, Project manager này thực ra trong quá trình làm việc các bạn thấy sẽ thấy là ví dụ như các bạn có Scrum master. Các bạn có Scrum master để mà chúng ta có thể là review lại chúng ta tổ chức những cái cuộc họp và uh, uh, chúng ta tổ chức những cái Scrum event để mà chúng ta có thể review lại, chúng ta có thể rút được kinh nghiệm gì rút được bài học gì từ những cái đã qua sponsor để mà yêu cầu báo cáo về các hoạt động phân tích kinh doanh những nhà quản lý những nhà phân tích người ta cần những cái nội dung nào người ta cần phải có những cái thông tin gì để mà chúng ta đưa ra quyết định vân và kết quả đầu ra kết quả đầu ra bao gồm việc so sánh giữa kế hoạch và thực tế sự khác biệt giữa thực tế và cái hiệu suất dự kiến các cái phương pháp tiếp cận nó ok hay không nó ổn hay không các cái vấn đề đưa ra có ok hay không và các phát hiện khác để giúp cho hiệu suất của các quá trình làm công việc BA nó được hiệu quả và tốt hơn thì tới đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã kết thúc được cái chương đầu tiên cái knowledge area đầu tiên về business analysis planning and monitoring hy vọng là trong quá trình của chúng ta tìm hiểu về cái chương đầu tiên này à, có thể cung cấp cho các bạn một số cái thông tin hữu ích nhất để mà các bạn có thể tìm hiểu về bi box thì cái chương đầu tiên này chủ yếu là những cái chương liên quan tới blending và monitoring tức là những cái yêu cầu liên quan tới kế hoạch các phương pháp tiếp cận các cái phương pháp quản trị để mà giúp cho chúng ta có thể làm các cái công việc bi sau này một cách hiệu quả một cách tuần tự hơn đây là một chương khá là mơ hồ và đôi khi các bạn cũng phải đòi hỏi những cái kinh nghiệm làm việc thực tế chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta là một cái bạn sinh viên mới ra trường một cái người trẻ mà có thể hiểu rõ được những cái nội dung này thực sự đây là một cái chương mà nó là chương đầu tiên đó nhưng nó đòi hỏi nhiều kinh nghiệm nó đòi hỏi nhiều cái trải nghiệm cuộc sống rất là nhiều hy vọng là qua cái phần đầu tiên này sẽ giúp cho các bạn có những cái uh, hình dung ban đầu về cái công việc BA và hy vọng là sắp tới các bạn sẽ đồng hành cùng với hai lúa tiếp tục đọc qua các cái chương tiếp theo các cái nội dung tiếp theo các cái technique các cái nội dung khác trong cuốn BA box này hai lúa cho các bạn chúc các bạn thành công